tay phải đâu là tay phải đâu, tay phải đây là tay phải đây. Hay, đúng rồi, tiếp tục nào. Tay trái đâu là tay trái đâu, tay trái đây là tay trái đây. Hay rồi, các bạn rất giỏi. Cô Yên xin chào tất cả các mẹ và các con. Video hôm nay cô Yên tiếp tục đồng hành cùng với các con trong chương trình học toán trên đôi bàn tay Finger Math. Và ngày hôm trước cô đã hướng dẫn các mẹ và các con cách cộng trừ trên bàn tay phải nhưng không có công thức. Ngày hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn các mẹ và các con học nội dung cộng trừ trên bàn tay phải không có công thức. Giờ chúng mình giơ bàn tay phải lên để chúng mình tiếp tục cộng trừ trên bàn tay phải của chúng mình nhé. Và cô Hiên có quy định là khi cộng thì chúng mình sẽ xòe các ngón tay ra, và khi trừ thì chúng mình sẽ thu các ngón tay vào. Và bây giờ chúng mình làm cùng cô Hiên các phép tính như sau. 1 cộng 5 bằng mấy? À, bằng 6. Số 6 gồm có 1 anh béo và 1 anh gầy. Tiếp tục, 1 cộng 6, chúng mình xòe cô số 6 ra, số 6 là sẽ có 1 anh béo và 1 anh gầy. Thì mình cộng 6, mình sẽ xòe 1 anh béo và 1 anh gầy như thế này ra là bằng mấy? Bằng 7, đúng rồi. Tiếp tục, 2 cô cộng với 6 nè. Số 6 là 1 anh béo và 1 anh gầy. Mình xòe số 6 này, 1 anh béo, 1 anh gầy bằng mấy đấy các con? À, bằng 8, chính xác. Tiếp tục nào, 3 cộng 6, cộng 6 là mình sẽ xòe 1 anh béo và 1 anh gầy nữa ra nào. 1 anh béo, 1 anh gầy nữa là bằng mấy? Bằng 9, đúng rồi đấy các bạn. Bạn nào ra kết quả bằng 9 thì cô Yên khen. Bạn nào chưa ra thì chúng mình cùng xem lại video của cô để chúng mình có kết quả đúng nhé. Tiếp tục mình làm một số phép tính như sau. 1 cộng 7, cộng 7, số 7 gồm có 1 anh béo mấy anh gầy các bạn? 2 anh gầy đúng không? Vậy thì cộng 7 mình sẽ xòe 1 anh béo và xòe thêm 2 anh gầy như thế này ra là bằng 8. Chính xác, tiếp tục nào. 2 cộng 7, cộng 7 mình sẽ xòe 1 anh béo với 2 anh gầy ra là bằng mấy? Bằng 9. Tiếp tục nào. 1 cộng 8, cộng 8 thì mình lúc này sẽ xòe mấy anh béo và mấy anh gầy? 1 anh béo và 3 anh gầy. 1 anh béo và 3 anh gầy là số mấy? À, kết quả của chúng mình là bằng 9. Rất giỏi. Tiếp tục nào. 0 cộng 9, cộng 9 lúc này các bạn chỉ cần xòe bàn tay của mình ra là bằng mấy? À, bằng 9. Các bạn rất là giỏi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục học phép tính trừ trên bàn tay phải nhé. Rồi các bạn giơ số 9 nào. 9 trừ 6, trừ 6 là chúng mình thu 1 anh béo với mấy anh gầy vào? 1 anh béo và 1 anh gầy. 1 anh béo, 1 anh gầy thu vào là bằng mấy? Bằng 3. Tiếp tục, 9 trừ 7 nào. Trừ 7 mình thu 1 anh béo với 2 anh gầy vào là bằng mấy? Bằng 2. Rất giỏi. Tiếp tục nào. 9 trừ 8, trừ 8 là mình sẽ thu 1 anh béo với 3 anh gầy. Đúng rồi, 1 anh béo này, 3 anh gầy thu vào là bằng 1. Rất giỏi. Tiếp tục nào. 9 trừ 9, à trừ 9 lúc mình chỉ cần thu cả bàn tay vào như thế này là bằng, à bằng 0. Các bạn rất giỏi. Tiếp tục mình cùng ôn lại với cô Hiên nào. 8 trừ 6, trừ 6 lúc này mình sẽ thu 1 anh béo với 1 anh gầy lại là bằng 2. Đúng rồi. Tiếp tục, 8 trừ 7, trừ 7 mình sẽ thu 1 anh béo với 2 anh gầy lại là bằng 1. Rồi chúng mình cùng làm lại cho cô Hiên một phép tính để ôn lại nào. 2 cộng 2 cộng 5 trừ 6 cộng 1 bằng 4. Chính xác. Tiếp tục, 2 cộng 1 cộng 5 trừ 7 thu 1 anh béo với 2 anh gầy cộng 1 bằng 2. Chính xác. Rồi, video hôm nay cô Hiên xin kết thúc tại đây. Các mẹ và các con, sau khi dừng video chúng mình cùng ôn tập để chúng mình học tiếp phần video sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.